tôi không tiếc vốn khổng lồ để xây dựng một khu trú ẩn quy mô lớn khiến cả nước biết đến hà tiên Sinh cười và tôi lịch sự nói sau đó tôi đi thẳng vào vấn đề tôi muốn mua 160 tỷ đồng vàng hà tiên sinh có thể giúp đỡ không anh cần nhiều vàng như vậy để làm gì hà tiên sinh xin đừng hỏi nhiều tôi nói và chuyển trực tiếp 10 tỷ đồng vào tài khoản của đối tác không ai hiểu vấn đề vay tiền này hơn tôi khi thảm họa xảy ra việc phát hành tiền tệ thống nhất sẽ làm giảm giá trị rất mạnh tôi nói được tôi sẽ giúp cậu phía bên kia có thể đã nhận được tin nhắn thông báo về tiền vào tài khoản. Ông ta đáp lại ngay lập tức. Tôi sẽ giao hạn cho ông trong vòng một tuần. Khi đến lúc đó, chúng ta sẽ đồng thời trao đổi vàng và tiền. Tôi nói vài câu làm nhảm trước khi kết thúc cuộc gọi. Thời gian trôi qua nhanh chóng đến ngày 28 tháng 5. Cạnh khu Tây ngoại ô thành phố Long Giang, một khu trú ẩn quy mô lớn với sự đầu tư gần 100 tỷ đồng và diện tích hơn 500.000 mét vuông. Nó trông giống như một thành phố nhỏ. Khi nhìn từ xa, nó gây ấn tượng mạnh về mặt hình ảnh vách thành dày đến hơn 20 mét và hàng loạt các máy phát điện gió được đặt cách đều nhau để phòng chống tấn công của các loài chim dữ. Trên vách thành được cố định đặt rất nhiều tấm pin năng lượng mặt trời. Không chỉ có vật liệu xây dựng bằng bê tông cốt thép bao quanh thành, mà cả mặt sàn trong khu trú ẩn cũng được như vậy. Thậm chí cả tầng hầm và mặt ngoài cũng được phủ bằng tấm thép dày. Thế giới đã thay đổi, chỉ có những người không có hình xăm mới được tinh lọc. Chuột và kiến, những loài gây hại lớn đó đã biến mất. Nhìn từ trong khu trú ẩn, có rất nhiều tòa nhà cao tầng ít nhất có thể cung cấp nơi sinh sống cho hàng chục nghìn người chúa ơi nó là một khối quái vật khổng lồ